Cho nên có người họ không đọc kinh Phật, nhưng mà tôi gọi là niệm Phật, tức là niệm Phật trong tâm. Cho nên trong tâm chúng ta có Đức Phật, luôn có Đức Phật, cho nên tôi gọi là niệm Phật. Còn trong cái lúc đó nó quý vị miệng niệm Phật nhưng mà tâm không có Đức Phật thì cái này nguy hiểm. Đây là việc sai lầm lớn, cho nên không có kết quả, mà ta gọi là kêu tên Phật, kêu tên Phật chứ không phải là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là trong tâm chúng ta có Đức Phật, lúc nào có Đức Phật. Vì vậy đó mà tôi trên bước đường tu của tôi ít niệm Phật ra tiếng, mà tôi niệm Phật trong tâm nhiều hơn. Mới ban đầu tôi tìm một cái tượng Phật mà tôi quý trọng nhất, ta gọi là cái tượng đẹp nhất đi, mà ta thích nhất đấy, thành ra tôi để ngay trước mặt tôi. Ở trên bàn làm việc cũng vậy, đến cái tượng Phật và tôi luôn luôn cứ nhìn cái tượng Phật đó, chú tâm vào tượng Phật đó để đem Đức Phật này vào trong lòng. Cho nên đem được Đức Phật vào trong lòng, cái này cái bước đầu chúng ta tu nó mới gọi là đem Phật vào lòng, chứ không phải là Phật có sẵn trong tâm. Hai cái này khác nhau. Cho nên khi chúng ta đem vào lòng thì khi nào ta đem vô thì có, mà khi nào ta không đem vô thì mất. Ta nghĩ chuyện khác chứ. Còn khi mà Phật đã có trong lòng chúng ta rồi đó, Phật đã có trong lòng chúng ta rồi đó, thì lúc nào cũng có. Đây là cái việc quan trọng. Mà cái người đó lúc nào cũng có Phật ở trong lòng đó thì chắc chắn là hiện ra cái hảo tướng. Nếu mà chúng ta nghĩ liên tục, đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên phần lớn những người tu mà họ gọi là nhập thất đó, họ nhập thất họ không tiếp xúc với ai hết, không làm bất cứ việc gì hết, mà luôn luôn trước mặt họ đó là có tượng Phật, họ chỉ lại Phật và tụng kinh ngồi thiền. Họ làm liên tục như vậy đó, trong khoảng thời gian độ tuần lễ đó, họ ra thất, quý vị thấy sao? Nhìn thấy họ như là Đức Phật. Cho nên kinh nghiệm tu tôi thấy không? Tôi nhớ hồi năm 1973 tôi mới về nước. Cho nên khi mà tôi mới về nước, tôi chưa nhận trách nhiệm nào của giáo hội hết, tôi chưa làm cái gì hết. Cho nên tôi chỉ làm cái việc duy nhất là lại Phật, niệm Phật và tụng kinh Phật. Tôi làm chuyện này tôi làm. Cho nên khi mà tôi chuyên làm cái việc này nữa, thì cái bữa đó tôi từ ở trong chùa tôi đi ra, thành ra tôi thấy một cái số các Phật tử đấy, họ thấy tôi là từ sụp xuống họ lại nữa. Thì tôi mới bảo quý đạo hữu vào lại Phật ở trong chùa. Thì lại có đạo hữu nói tôi, nó con muốn lại Phật sống này. Tôi nói tôi không phải là Phật, tôi đi vào trong này. Thì cái đạo mình nói, nó sau cái lúc đó đó, lúc mà thầy trong chùa bước ra đó, sao con thấy thầy còn nghĩ tôi Phật. Cho nên tôi mới nhớ lại là tại trong lòng tôi đã nghĩ tới Phật, trong lòng tôi đang niệm Phật. Cho nên tất cả các Phật tử tu phải nhớ cái điều này. Ở trong lòng chúng ta luôn có Phật, luôn luôn nghĩ Phật, thì bây giờ cái tướng Phật hiện ra. Còn miệng niệm Phật, tai lầm Bồ Đề, nhưng mà tâm nghĩ cái gì khác đó, thì coi chừng cái tướng khác hiện ra đó. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường. Kinh nghiệm tôi thấy đây. Cho nên chính từ cái chỗ đó mà nó nhắc nhở tôi luôn luôn lúc nào tôi nghĩ tới Phật. Vì vậy đó mà hãy tâm chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta nghĩ tới Phật, thì niệm Phật và nghĩ tới Phật này là gì? Đem Phật bên ngoài vào trong lòng chúng ta để ngự trị lòng ta, hay là tạo cái mối quan hệ giữa ta và chư Phật trong mười phương. Cho nên khi quý vị niệm Phật Di Đà, đem Phật Di Đà để vào trong lòng, thì tạo cho mối quan hệ giữa ta và Phật A Di Đà. Đây là cái việc quan trọng trên bước đường tu của ta. Thì khi mà tạo cái mối quan hệ này, cho nên từ chỗ này ta mới nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Vì vậy đó, mà khi ta thường niệm Phật, thì ở trong giấc ngủ của chúng ta đó, thì ta cũng thường thấy Phật.
Cho nên ai niệm Phật mà thường thấy Phật á, thì cái người này chúng ta gọi là nhất tâm, tức là ở trong tâm đó. Mà như vậy đó thì cái bước đầu này đó chúng ta gọi là đem Phật vào. Mà khi đem Phật vào lòng được đó, thì lúc này chúng ta mới xóa được một phần nghiệp chướng trần lao và phiền não. Cho nên cái trần lao, phiền não và nghiệp chướng chúng ta xóa được đó, nó hiện ra cái tướng Phật. Nó hiện ra tướng Phật. Thì bây giờ đó, người khác đó, họ nhìn họ thấy ta, họ nghĩ tới Phật. Họ nhìn họ thấy ta, họ phát tâm. Thì đây là chúng ta làm cái việc hoàn pháp. Cho nên trong lúc đó, đó tôi chưa làm trưởng ban hoàn pháp, nhưng mà tôi phát hiện chính trong lúc đó là cái hoàn pháp thực. Tại vì mọi người thấy tôi họ phát tâm, họ thấy tôi họ nghĩ tới Phật. Cho nên cái thực chất của hoàn pháp đó, là quý vị nên nhớ cho. Tên ai họ thấy ta mà họ phát tâm Bồ Đề, họ thấy ta mà họ nghĩ tới Phật, dù ta không nói gì hết, ta không làm gì hết, nhưng mà trong lúc đó thực là hoàn pháp. Còn trong lúc đó ta nói, ta giảng kinh điển của Đức Phật thật nhiều, nhưng mà người khác nghe không phát tâm, không nghĩ tới Phật và không có niềm tin đến Phật, thì đây chẳng qua là bài giảng suông mà không có ý nghĩa. Đây là trên cái bước đường của mình. Cho nên cái hoằng pháp của chúng ta là cái chỗ này. Đức Phật dạy chúng ta là cái chính là cái tâm, cái tâm hoằng pháp của chúng ta. Rồi từ cái chỗ đó tạo nên cái thân tướng bên ngoài. Khi mà tạo lên cái thân tướng bên ngoài đó, mọi người nhìn thấy cái tướng giải thoát, thì cái này là thân hoằng pháp. Cho nên khi mà Mã Thắng Tỳ Kheo đi vào ở trong thành Vương Xá khất thực, thì lúc bây giờ đến trưởng lão Xá Lợi Phất mới nhìn thấy cái tướng giải thoát của Mã Thắng Tỳ Kheo, thì ông liền chứng được sơ quả. Và ông mới đi theo Mã Thắng Tỳ Kheo tới tỉnh Xá để gặp Đức Phật, và ông đắc được quả là. Thì như vậy đó, Mã Thắng Tỳ Kheo là người hoằng pháp. Còn bao nhiêu người khác đi giảng dạy liên tục nhưng mà không ai phát tâm hết, thì cái này không phải là hoằng pháp. Cái nghĩa của đạo Phật thì các vị trở thành hoằng pháp viên thì nhớ như vậy. Cho nên mỗi ngày chúng ta tới đâu, ta gặp ai, ta làm cái gì, và có người phát tâm, có người về chùa, có người tu, nếu hay có thì ta hoằng pháp. Còn nếu mà không có, coi như ta không làm gì. Nhưng mà trong cái lúc đó, ta tới, ta thuyết giảng mà làm cho người khác nghĩ ngược lại đó, thì cái này là phá pháp. Phá pháp. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta. Cho nên Mã Thắng hoằng pháp ở trong yên lặng. Rồi Đức Phật chúng ta đó, ta nhìn kỹ chúng ta thấy cái khi mà Ngài thành Phật rồi, có nghĩa là Phật ở trong tâm mà hiện ra Phật ngoài thân rồi. Cho nên hiện ra Phật ngoài thân thì ông Phật này có cái sức thuyết phục người ta rất lớn. Nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta này, tu sĩ hay là cư sĩ, mà người nào có sức thuyết phục mọi người hướng thiện, thì ở đây chúng ta biết họ đã gần đến vô thượng chánh đẳng giác theo lời dạy của Đức Phật. Không phải là nhất thiết là mấy thầy không đâu, mà tất cả các Phật tử tại gia của mình. Hòa Thượng Thích Tịnh dạy tôi thế này, bảo rằng trong cái số người tại gia có các vị Bồ Tát hiện thân trong đó. Tại vì các vị Bồ Tát phần lớn họ hiện thân làm cư sĩ, chứ họ không hiện thân làm thầy tu nữa. Cái chỗ này là tôi mới có cái suy nghĩ. Các vị nghĩ xem, bây giờ đó, trong tất cả các vị Bồ Tát mà được chúng ta tôn thờ đây đó, là thầy tu nhiều hay là cư sĩ nhiều? Cư sĩ phải không? Trước mắt chúng ta đó là Bồ Tát Quan Thế Âm.
Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm thì cũng là cư sĩ phải không? Ta gọi là Bạch Y Đại Sĩ. Thành ra cô gái mặc áo trắng, cô gái mặc áo trắng, nhưng mà cái biểu tượng đáng kính lễ. Cho nên nếu mà bình thường đó, thì tất cả các vị nhìn thấy những cái cô gái bình thường tuổi còn trẻ, làm sao ta kính trọng là Phật được, ta kính trọng là Bồ Tát. Nhưng mà coi chừng trong đó có Bồ Tát hiện thân là Bồ Tát. Như trường hợp Việt Nam chúng ta là có bà Ý Lan Tứ Phi, bà Ý Lan, ta nên ta gọi là Quan Âm Nữ. Thì cái bà này đó là bà Tứ Phi của vua Lý Thánh Tông, nhưng mà được người ta ca tụng là Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào trong bà. Tại sao ta nói? Tại vì bà này giải quyết mọi việc có lý, có tình, có trí tuệ và có tình thương. Cho nên ta nói là Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào trong cái bà Y Lan này. Nên chúng ta thấy cái này rõ. Cho nên các vị Bồ Tát thường hiện thân vào trong tất cả các ngành nghề. Cho nên người ta tổ chức cho hoàng pháp viên này để ta nhắm vào chúng. Thầy trưởng ban hoàng pháp nói là các thầy không thể đi sâu vào trong xã hội được, mà muốn đi sâu vào trong cuộc đời thì phải nhờ các đạo hữu, các cư sĩ. Mà các đạo hữu, cư sĩ này phải là Bồ Tát thì hiện lại, hay là những người phát tâm Bồ Đề tu hành Bồ Tát thì mới làm được. Tại đi vào đời khó lắm. Đi vào chùa thì dễ, đi xuất gia tu hành như chúng tôi thì dễ, nhưng mà đi vào cuộc đời thì khó. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên hoằng pháp viên chúng ta là những người đi vào cuộc đời là phải phát Bồ Đề tâm và phải hành Bồ Tát đạo, đi theo các vị Bồ Tát mà làm việc. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tất cả các vị phải nên suy nghĩ. Rồi để chúng ta thấy Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Dũng Thí, Bồ Tát Diệu Âm. Tất cả các vị Bồ Tát đó, ta thấy không có vị Bồ Tát nào đóng vai thầy tu hết. Cho nên duy nhất có Bồ Tát Địa Tạng là đóng vai thầy tu. Thế nên quý vị thấy trong cái biểu đồ mà các vị Bồ Tát đó, chúng ta thấy ai cũng đóng cái vai cư sĩ hết. Duy có Bồ Tát Địa Tạng đó, thì mới đóng cái vai thầy tu. Đây là duy nhất. Cho nên cái vai trò hoằng pháp của cư sĩ chúng ta quan trọng là tại các vị có thể đi vào tất cả mọi nơi. Nhưng mà khi muốn đi vào mọi nơi đó, thì quý vị trước nhất đó, là phải đem Phật được vào trong lòng của mình. Và lúc nào trong lòng mình cũng có Đức Phật, đừng cho mất. Đây là việc quan trọng. Rồi lúc bây giờ này, có Đức Phật vào trong lòng mình, lòng của mình này, thương người, nghĩ tới mọi người, tới với mọi người này, thì lúc đó chúng ta đi vào cuộc đời. Đó là trên bước đường tu. Còn trong cái lúc đó mà ta gọi là mất chánh niệm, ta đã đi vào cuộc đời mà thiếu một Phật ở trong lòng của mình này, thì ta gọi là mất chánh niệm. Mà khi mất chánh niệm nó vào cuộc đời đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta cũng dùng cái khôn dạy của cuộc đời mà đối xử với nhau. Trong lúc đó chúng ta là người Phật tử, thì đây chúng ta phạm tội pháp pháp. Cho nên Phật tử thì phải xử sự như một Phật tử. Phật tử thì phải xử sự như một vị Bồ Tát, thì như vậy mới gọi là Phật tử. Mà như một vị Bồ Tát là gì? Gặp cái việc mọi người tham mà ta không tham, gặp cái chuyện đáng bực tức mà ta không bực tức,
Cho nên cái khi mà đi tu như chúng tôi đó, thì đầu tiên là Đức Phật đó là muốn tu đó, thì phải thọ ba cái pháp bất hoại trước, phải thọ ba pháp bất hoại trước thì cho tu. Cho nên làm một thầy tu là không được giận được. Cho nên tuyệt đối là không được giận, dù có cái việc gì xảy ra cho mình gì nữa cũng không được quyền giận nữa. Nhưng hãy giận thì không là thầy tu. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng tôi tu hành, là tôi tâm đắc. Tức là giận là không phải thầy tu, ham muốn là không phải thầy tu, là dứt khoát. Cho nên tất cả các Phật tử muốn đi hoằng pháp, muốn đi vào cuộc đời đó, là cũng nên mang cái tâm này mà đi vào cuộc đời. Thì mọi người nhìn thấy họ mới có thể phát tâm được. Tại ta vào đời bằng tấm lòng của chúng ta, lòng thương người của chúng ta mà ta đi vào đời. Vào đời để chúng ta cứu đời. Còn khi nào mà quý vị đó thấy trong lòng mình bất an thì không nên đi vào đời. Đây mình biết mình là Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm thì có lúc có Phật mà có lúc không có Phật. Có lúc thì Phật hiện ra trong lòng mình, nhưng mà có lúc đó thì ma hiện ra trong lòng mình. Cho nên Phật hiện trong lòng mình thì mình đi vào cuộc đời. Mà vào cuộc đời gặp phải những cái chướng duyên mà ma xuất hiện đó, thì chúng ta ẩn. Lúc đó chúng ta không thể hoàn thành. Cho nên phải có lúc ẩn, lúc hiện. Đây gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Mới phát tâm thì tự hành và quá tha. Khi nào đủ điều kiện dạy người thì chúng ta sẵn lòng. Nhưng mà không có điều kiện dạy người thì chúng ta nên ẩn tu cho chính mình. Luôn luôn giữ cái tâm Bồ Đề mình đừng cho mất. Đừng để cho cái bực tức nổi dậy, đừng để cho cái ham muốn nổi dậy, đừng để cho cái tính toan của con người nổi dậy trong lòng chúng ta. Mà trong lòng chúng ta phải có Đức Phật ngự trị. Khi có Đức Phật ngự trị thì lúc bây giờ đó, lòng chúng ta mới sáng ra. Mới sáng ra rồi đó, thì lúc bây giờ ta hoàn thành được. Tại vì ta thấy được mà. Khi mà lòng chúng ta sáng rồi đó, thì bây giờ đó, không cần giáo lý nữa. Nhưng mà ta tới chỗ nào, ta gặp ai, ta ứng xử, tất cả cái này đều hợp lý, hợp tình hết. Cái này nhờ có Phật ở trong lòng chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới áp dụng giáo lý. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà trong lúc đó chúng ta chưa thấy được, hay là lòng chúng ta chưa sáng được, thì chúng ta áp dụng không đúng chỗ, không đúng người, không đúng lúc thì có hại hơn là có lợi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi đó, khi mà đi hoằng pháp đó, thì nên suy nghĩ ta nên gặp ai và ta nên nói cái gì và lúc nào ở đâu. Bốn cái việc này ta sẽ ở đâu nói được, cái chỗ đó nói được mà chúng ta không nói, ta tới ta nói chỗ khác đó, thì sai. Mà nó sai chỗ thì đâu có kết quả đâu. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cái chỗ đó phải nói cái đó. Nhưng mà ta đem cái này ta nói chỗ khác đi thì này sai. Tại vì á, mỗi một quốc độ nó khác nhau, mỗi một thế giới nó khác nhau. Cho nên Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này ở thế giới Ta Bà, ở trong thời vũ trụ thì Đức Phật giảng pháp theo kiểu này. Nhưng mà cái pháp của Đức Phật Thích Ca đây đó, đem về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, người ta không dùng được. Tại sao vậy? Là bên thế giới cực lạc đó, cái tên ác không có. Nhưng cái tên ác còn không có này. Mà làm sao mà có địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở đấy? Người ở cực lạc họ không có ham muốn, không có tham lam, không có giận dữ, không có si mê. Thì như vậy đó, ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà chỉ thuyết pháp bằng gì?
bằng ánh sáng trí tuệ, bằng tấm lòng từ bi của mình. Cho nên cái tâm của Đức Phật A Di Đà nó tới với tâm của mọi người, cái tuệ của Đức Phật A Di Đà nó tới với cái đầu của mọi người. Cho nên mọi người tự phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chứ làm gì mà có giảng tứ thánh đế ở đây, sanh già bệnh chết. Cho nên ở thế giới cực lạc thì giảng khác, mà ở thế giới ta bà thì giảng khác. Thế nên thực tế một chút nữa đó, là tôi nói ở tại thành phố Nha Trang này thì khác, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh khác, tại Việt Nam chúng ta thì khác, mà tại Hoa Kỳ thì khác nữa. Đây là trên bước đường tôi, không chỗ nào giống chỗ nào hết. Vì đây là gì? Là phương tiện. Phương tiện tức là huệ phương tiện. Cái huệ mà Đức Phật soi sáng lòng ta rồi, ta thấy chỗ đó nên nói cái đó, thì ta nói. Đây là trên bước đường tu. Các vị là một pháp viên nên nhớ chúng. Ta định rồi, ta tới cái chỗ này để mà ta nói một cái việc gì đó, nhưng mà vì ta là người có trí tuệ, cho nên khi tới đó rồi ta thấy không nên nói, không nên nói cái này, thì thôi không nói. Đây là trên bước đường tu. Còn bây giờ thì cứ nói mà không cần suy nghĩ, nguy hiểm vô cùng. Gặp những cái chuyện không đáng nói mà ta nói thì cái này chết đấy. Tức là nói ra thì chết. Cho nên cái việc này nữa, đáng nói với cái ông bí thư tỉnh ủy đây để góp ý, thì bao giờ gặp ông người ta mới nói. Nhưng mà bây giờ không gặp ông mà ta ức quá, ta chịu được, ta đem ra ta nói với mọi người, thì quý vị nghĩ sao? Nguy hiểm vô cùng. Có thể nói rằng bị bắt, bị ở tù là chuyện tức. Tức là nói không đúng người, không đúng chỗ thì tốt trở thành xấu. Thành cái ý xây dựng chúng ta trở thành ý phá hoại. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nhận kỹ cho mình. Cho nên có trí tuệ rồi, được Đức Phật soi sáng lòng rồi, cho nên ta nhìn ta thấy. Cho nên ta nhìn ta thấy được cái điều này. Mà cần phải nói với ai? Thì bây giờ đã có Đức Phật soi sáng lòng ta rồi, thì Đức Phật đã bổ xứ, Đức Phật đã chỉ đạo, cho nên tất cả cái nhân duyên này tự hội ngộ trở lại mà chúng ta làm đạo được. Đây là trên bước đường tu. Còn lòng chúng ta chưa sáng mà ta học được ít giáo lý rồi ta nghĩ mang cái này đi ra giảng dạy, thì coi chừng phạm phải cái chỗ đó, phạm lầm thuốc độc. Thuốc độc tức là biến thuốc mà trở thành độc, tức là không đúng bệnh. Không đúng bệnh thì thuốc nó trở thành độc, nhưng mà đúng bệnh thì độc nó trở thành thuốc. Nên đúng bệnh mà độc trở thành thuốc đó, thì cái này nó coi như là 2000 năm trước Ngài Long Thọ Bồ Tát đã nói rồi. Cho nên Ngài Long Thọ Bồ Tát đó nói là kinh Pháp Hoa đó, là lấy chất độc làm thuốc để trị người đó, để chữa người, chữa bệnh cho người. Đây là cái điều quan trọng. Chất độc mà biến thành thuốc, nếu ông thầy thuốc biết. Còn thuốc mà biến thành chất độc đó, là các vị tu mù, tức là các vị thanh văn cứ nhắm mắt mà làm, cho nên vừa thí mạng mình mà vừa khổ cho người khác. Đây là trên bước đường. Cho nên Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt là chỗ này. Ta nên biến thuốc mà trở thành chất độc đi. Ta nên thuốc tức là pháp của Đức Phật dạy nhằm phát triển con người. Nhưng mà cái lúc đó Phật giáo Ấn Độ đó xây dựng nên một cái xã hội tiêu cực hoàn toàn, thụ động hoàn toàn, cho nên nó bị Hồi giáo, bị Ấn giáo tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đó là biến chất độc thành thuốc, cho nên ở Việt Nam chúng ta là sử dụng kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma, kinh Quan Nghiêm, kinh Bát Nhã. Đây là lấy chất độc biến thành thuốc để cứu người. Do đó mà ta xây dựng được cái thời Đinh Lê Lý Trần. Chất độc làm thuốc cứu người là gì? Tại vì cái giáo lý của Đức Phật
là rất cấm kỵ cái vấn đề sát sanh. Vấn đề sát sanh. Nhưng mà ở đây đó, người ta khai cái giới sát đi. Nếu không khai cái giới sát ra đó thì cái trường hợp này không có cái việc mà Trần Nhân Tông đánh thắng quân Nguyên Mông đó. Thế nên không có không dám giết thì cái trường hợp này đó là giặc Nguyên nó tới nó làm cỏ mình rồi. Nhưng mà cái thời nhà Trần khai cái giới sát thôi. Tây giết người để cứu người. Cái giết người để cứu người này, ta nên giết người để hạn chế được cái ác của họ. Đây vẫn có câu chuyện mà Đức Phật khi hành Bồ Tát Đạo, quý vị nhớ, giết một tên cướp biển này, để cứu 500 thương thuyền. Thì 500 thương thuyền sau này đã trở thành ra những người đệ tử trung thành nhất của Đức Phật. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái này gọi là khai giới sanh. Giới này là giới mà cấm kỵ nhất của chúng ta. Nhưng mà bây giờ Việt Nam dám khai cái này ra để mà bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái Phật giáo vàng son thời đi. Nhưng mà làm cái việc này đó là bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương và bảo vệ Phật Pháp chúng ta, chứ không phải vì cái tham vọng cá nhân của Trần Nhân Tông. Cho nên khi mà thắng giặc xong rồi đó, hết việc rồi đó, thì ông xuống tông làm thiền sư tu hành. Đây là cái điều quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam. Cho nên biến cái chất độc làm thuốc. Cái chất độc là khai giới sát là nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà nhờ khai giới sát này nữa mà Phật giáo Việt Nam mới có thời gian sống. Bây giờ chúng ta mới nói tới Lý Trần. Chứ nếu không có cái này nữa, thì không có cái Phật giáo Lý Trần. Mà không có Phật giáo Lý Trần thì cũng không có cái Phật giáo ngày nay chúng ta. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái này là gì? Tức là nhờ có cái trí tuệ của thiền sư Vạn Hạnh, cho nên nhờ có cái trí tuệ của thiền sư Đại Đăng, nhờ có cái trí tuệ của Pháp sư Ngô Chân Lưu, các bậc tu hành đắc đạo có trí tuệ rồi mới thấy được cái nào đáng khai. Chứ không phải bây giờ tôi nói như vậy xong rồi đó là quý vị đó bắt đầu khai giới sát hết đó. Khai giới sát hết thì này nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường. Hay là cái trường hợp đó, năm 63 chúng ta tranh đấu đó, con số người họ phản đối chứ. Họ nói Đức Phật đâu có dạy chúng ta những điều đó, không có dạy chúng ta tranh đấu, đâu có cho phép chúng ta làm đó. Nhưng mà ta làm cái đó là chúng ta trái lại với giáo lý của Đức Phật. Cái này tôi nói là khai, tức là có trí tuệ. Ta nên có trí tuệ cho nên thấy cái lúc đó cần phải làm. Lúc đó cần phải làm như vậy thì lúc bây giờ Phật Pháp chúng ta mới hình thành được. Cho nên trước năm 63 thì quý vị thấy Phật giáo chúng ta thế nào. Và sau năm 63 thì Phật giáo chúng ta phát triển rất mạnh. Nhưng mà khi phát triển rất mạnh rồi nữa, tại chúng ta đi quá, ta gọi là quá đà. Hay cái gì quá đà thì sụp đổ. Cho nên chúng ta phải cần tỉnh táo, cần phải nhìn thấy, biết việc nào đáng làm, việc nào không đáng làm, tới đâu thì dừng lại. Ta nên đáng lẽ phải dừng lại thì chúng ta dừng lại thì chắc chắn tốt. Nhưng mà vì dừng lại mà chúng ta không dừng lại, chúng ta đi tới nữa thì như vậy chúng ta sẽ sụp đổ. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm của tôi. Cho nên lúc nào cũng tỉnh táo, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng niệm Phật để Phật gia vị tới cho ta, để chúng ta ứng xử trong mọi tình huống, để làm cho cuộc đời này nở hoa, để làm cho đạo chúng ta tốt thêm lên. Thì chính như vậy nên là chúng ta hoàn thành. Thì nhân về thăm đây tôi có một số các ý nhỏ như vậy nên muốn chia sẻ cùng quý vị, và mong quý vị suy nghĩ kỹ và áp dụng trong cuộc sống, làm hoằng pháp viên của mình, để trước nhất là phát triển được Phật giáo tỉnh nhà chúng ta ở trong một tầng cao mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.